Tú Anh rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Thời tiết nồm ẩm là môi trường lý tưởng cho sự phát triển của vi khuẩn, và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh về đường hô hấp và rất là có hại cho sức khỏe của chúng ta. Việt Nam là một nước có khí hậu nhiệt đới ẩm với độ ẩm cao trên 80%. Vào những ngày trời nồm ẩm thì quần áo sẽ không thể khô được, sàn nhà thì ẩm ướt, nấm mốc phát triển, và đây cũng là nguyên nhân gây ra những hư hại cho các thiết bị điện tử trong gia đình. Và để giải quyết được vấn đề này thì một chiếc máy hút ẩm điện tử sẽ là sự lựa chọn vô cùng sáng suốt. Ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn chiếc máy hút ẩm đến từ thương hiệu Electrolux với mã sản phẩm EDH16SDAVK. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm sản phẩm này nhé. Máy hút ẩm Electrolux EDH16SDAVK với thiết kế dạng khối vững chắc và rất sang trọng. Máy luôn nổi bật tại bất kỳ vị trí đặt máy nào và tiết kiệm diện tích đặt máy nhờ thiết kế nhỏ gọn. Máy có màu trắng chủ đạo trang nhã với đường viền đen hai bên. Vỏ máy làm bằng nhựa cứng chất lượng cao, ở dưới có 4 bánh xe giúp máy dễ dàng di chuyển. Sản phẩm được thiết kế với bảng điều khiển điện tử có màn hình hiển thị ở phía trên nên rất dễ dàng vận hành và theo dõi quá trình hoạt động. Hệ thống quạt gió và dàn lạnh thì được bố trí một cách hợp lý, tạo độ an toàn cao và rất là thân thiện với người sử dụng. Máy hoạt động hoàn toàn tự động theo lập trình. Máy sẽ tự động ngừng hoạt động khi mà độ ẩm đã được kiểm soát, tự động ngừng hoạt động khi mà khay nước thải đầy. Và với chế độ tự động cảm biến độ ẩm này thì sẽ giúp cho máy chạy hiệu quả hơn và có thể tiết kiệm năng lượng hơn. Máy có nhiều chương trình và chế độ cài đặt đảm bảo cho máy hoạt động êm, bền bỉ với hiệu suất hút ẩm cao nhất. EDH16SDAVK có công suất hút ẩm danh định là 16 lít một ngày, công suất 390W, giải kiểm soát độ ẩm từ 40 đến 80%, độ ồn nhỏ hơn 43 dB, dung tích bình chứa nước thải khá lớn lên tới 3,5 lít và có đường dẫn nước thải trực tiếp ra ngoài. Hệ thống cảnh báo sẽ lập tức đưa ra thông báo khi mà khay chứa nước thải của máy bị đầy, khi máy bị để ở vị trí sai hoặc là khi máy đang chuyển sang chế độ xả tuyết. Và ngoài ra thì sản phẩm của chúng ta còn được trang bị thêm một phần bộ phận lọc khí ở ngay phía trước cửa hút gió, giúp lọc bụi và làm cho không khí của chúng ta trong lành hơn. Ngoài ra, bảng điều khiển cũng được trang bị đèn báo, máy vận hành liên tục, chế độ báo vệ sinh tấm lọc cùng với đèn báo chế độ hoạt động cho người dùng tiện quan sát. Sản phẩm đang được bày bán tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc với mức giá là 3.680.000 đồng. Và ngoài ra, trong dịp đầu năm mới năm 2020, khi mua sắm các sản phẩm đồ gia dụng tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart, quý vị còn được tặng voucher mua sắm trị giá 200.000 đồng dành cho đơn hàng gia dụng trên 4 triệu, hỗ trợ lãi suất 0% và tặng thêm quà tặng 200.000 đồng. Quá hấp dẫn phải không nào? Hãy tham khảo ngay sản phẩm và đặt mua nhé! Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm về sản phẩm, vui lòng truy cập vào website thegioidienmay.com, mediamart.vn hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline 1900 6788. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.